Fairy Tail nhắc lại nội dung tập trước. Tốt lắm, tới lúc chúng ta bắt đầu trận chiến cuối cùng rồi. Nói thiệt, tôi rất thích cá nha, nhưng lại không ưa mấy con chó. Hả? Sao tự nhiên cậu nói Billy vậy? Billy nè, tôi dám chắc là ông cũng phải sợ một thứ gì đó, có đúng không? Tất nhiên là không rồi, tôi không sợ cái gì hết á. Tình nổi không đây? Đẹp biết bao ngàn ước mơ, ngày tháng sẽ luôn tuyệt vời. Mong rằng giờ đây tươi thắm tình yêu với người, ngất ngây trong nụ cười thân thiện. Đón lấy ánh sáng diệu kỳ để ta cùng nhau vượt qua khó khăn chờ ngại. Sự tấn công của hội Grimmer Heart, hắc hội mạnh nhất, các thành viên của Fairy Tail đang dốc toàn lực để chống lại. Kray đã giành chiến thắng trong trận chiến định mệnh của mình với Ontir, và cuối cùng chỉ còn một kẻ địch duy nhất, chính là hội trưởng Hades. Hội trưởng Hades là một kẻ có sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, không giống bất kỳ kẻ địch nào mà Fairy Tail đã từng chạm trán. Bằng cách cùng nhau hợp sức, các thành viên của Fairy Tail đã chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng trên Thiên Lang Đảo. Chán quá, thời tiết ngày càng xấu hơn rồi. Sấm sét nữa kìa, tôi không thích chút nào hết. Ông bị làm sao vậy Lily? Đừng có nói với tôi là ông sợ sấm sét đó nha Lily. Này ra ông ấy cũng có chỗ dễ thương cho la ha. Hai người im đi. Tới giờ rồi, chúng ta hãy đi xử lý Hades thôi. Nhanh lên Lucy, Happy. Hay sao? Sao có tôi nữa? Không phải chúng ta ở cùng một đội sao? Thì biết là vậy rồi, nhưng tôi thấy Fred thích hợp hơn tôi đó. Bây giờ tôi phải ở lại đây để thiết lập hệ thống bảo vệ. Cứ yên tâm giao việc phòng thủ ở đây cho tụi này đi. Cho em đi chung với anh ấy chưa chị Lucy? Làm vậy sẽ làm phiền mọi người đó Wendy. Ít ra thì mình có thể dùng ma pháp hỗ trợ để giúp cho anh ấy chưa mà. Tôi cũng đi nữa. Tôi phải trả thù cho Gazil, đồng đội của tôi. Mọi người đi đi, tôi sẽ ở lại đây giúp Fred thiết lập hệ thống phòng thủ. Tôi cũng sẽ ở lại đây để bảo vệ an toàn cho chị Mira và anh F-Man nữa. Được rồi, chúng ta nhất trí như vậy đi. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho mọi người bằng bất cứ giá nào. Lucy à, cậu phải hết sức cẩn thận đấy nha. Yên tâm đi, ma lực của mình hồi phục lại gần hết rồi. Giờ chỉ còn một kẻ địch duy nhất, đó chính là Hades. Và đây cũng là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Mọi người yên tâm, chúng ta sẽ chiến đấu hết mình. Thì cũng chỉ còn có cách đó thôi mà. Biết đội Acid, tiến lên thôi. Tiến lên. Lucy, chờ một chút. Hãy luôn sát cánh chiến đấu bên cạnh Nát Sư nha. Khi có những người bạn mà cậu ấy tin tưởng luôn ở bên cạnh mình, Nát Sư nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Tôi biết rồi. Mẹ thế đi, mau đứng lại cho ta. Trời ơi, sao cô ta da như đĩa vậy? Bảo trả Zeref lại đây. Sao thay đổi nhanh vậy chứ? Tất cả những điều ngươi nói về tình yêu, ngươi quên hết rồi sao? Không cần nhiều lời nữa, ta không muốn tranh cãi với ngươi. Xin chào Meredy. Là Dan Crow. Ngươi một mình mang theo Zeref, bộ tính đi đâu hả? Thật ra thì ra là như vậy. Ngươi và Ultia đã âm mưu phản bội bọn ta có đúng không? Trả lời đi. Không phải vậy đâu,
thể từ bây giờ ngươi không còn là thành viên của Primo Hot nữa. Ceres sẽ là của bọn ta. Cảm ơn các ngươi. Không được, Ceres chính là tương lai của chị Untia, và cũng là tương lai của tôi. Ngươi ngây thơ thiệt đó, Mary đi. Sao lúc nào ngươi cũng luôn miệng nói về chuyện tào lao đó vậy? Chị Untia đã hứa với tôi rồi, nếu như tôi giúp chị ấy hoàn thành thế giới đại ma pháp thì thị trấn quê tôi sẽ trở lại nguyên vẹn như xưa. Thị trấn quê ngươi sao? À, ta nhớ cái thị trấn đó rồi. Lúc đó còn có Hikaru nữa. Cái gì mà lời hứa của chị Untia hả, Meridi? Để ta nói cho ngươi biết một sự thật nha. Chính là Untia đã hủy hoại quê hương của ngươi. Ngươi nói dối. No, Lucia. Xin lỗi, ta thậm chí còn không biết tên ngươi. Nhưng khoảnh khắc hắc ám đang cắn xé lương tâm của ta. Cảm ơn trời, hai người đó không bị gì hết. Các người có biết không, ta không có ý định ở lại, cũng không muốn làm điều gì ở thời đại này. Ta sẽ không là đồng minh của bất kỳ ai, cũng không là kẻ thù của bất kỳ ai. Vấn đề là, nếu số phận an bài thời đại này đã đến lúc kết thúc, thì có thể ta sẽ phải thức tỉnh một lần nữa. Ta muốn các ngươi tiêu diệt ta trước khi ta hành động. Nature. Hình như hắn ta đã nói Arnologia, đúng không ta? Tức thì mắt của mình đang mờ dần. Mình không thể tiếp tục. Bà chị ơi, sao hả? Con không sao chứ? Sao lúc nào tôi cũng phải cần một ai đó cứu mình hết vậy? Tôi cũng vậy mà, có khác gì cậu đâu. Là mọi người. Cậu không sao chứ, Ray? Chị ơi, sao vẫn ổn chứ? Tất cả chúng ta đều giống nhau mà. Không ngờ nhóm luyện ngục thức quyến thuộc và cả Blue Note đều bị cái đám Fairy Tail đó đánh bại. Có lẽ ta nên chấp nhận sự thật và có lời khen tặng dành cho đám nhóc của Makarov.
Nhưng cũng không sao, lần này đích thân ta sẽ chơi đùa với chúng để xem chúng có thể trụ được bao lâu. Quỷ dữ sẽ cùng chơi đùa với thần tiên, và đây cũng sẽ là trận đấu quyết định. Tất cả mọi thứ rồi cũng đã tới lúc phải kết thúc. Thế hệ thứ ba của hội Fairy Tale, nghe cho rõ đi. Có gan thì lên đây, hỡi đám nhóc con của Makarov. Ông già kia, có võ thì xuống đây đánh nè. Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Hắn là người đã đánh hội trưởng bị thương. Chỉ cần chúng ta đánh bại lão già đó, thì tất cả mọi người sẽ được trở về nhà, có đúng không anh chị Lucy? Tất nhiên là vậy rồi. Tất cả chúng ta đều sẽ được tự do quen đi à. Happy, tôi muốn nhờ cậu làm một chuyện. Chuyện gì vậy? Sau khi chúng ta lên trên tàu, cậu hãy đi tìm nguồn cung cấp năng lượng của nó và phá hủy nó đi. Cậu sợ con tàu này bay lên và làm cho cậu bị say sóng chứ gì? Phải không nắm chứ? Chúng tôi biết rồi. Nhiệm vụ quan trọng đó cứ giao cho chúng tôi. Anh nói chưa à? Nếu anh sợ bị say sóng thì em sẽ dùng chai A cho anh. Chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc thôi. Đi lên. Tụi em mình cũng tranh thủ đi thôi mọi người. Hãy đột nhập vào bên dưới tàu của bọn chúng. Nhưng phải nhớ, hắn là một ma đạo sĩ còn mạnh hơn cả hội trưởng của chúng ta nữa. Cho nên ngay từ đầu, chúng ta phải dốc hết toàn lực chiến đấu. Dạ được. Hôm nay tôi sẽ chiến đấu với hắn bằng tất cả ma lực của mình. Chúng ta cứ dùng hết sức mà tấn công, không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Cuối cùng cũng có cơ hội đập nát mặt lão ta. Máu của tôi đang sôi lên rồi đây. Ơn Hades kia, ngươi sẽ thấy sức mạnh của Fairy Tail. Sức mạnh của Fairy Tail sao? Đừng chút cường ta. Tạo hình ma pháp bằng thần thánh đi. Hãy bỏ ra cánh cổng thu kia nhớ. Hỡi ma pháp, hãy giúp ta cường hóa sức tấn công, sức phòng thủ và tốc độ của mọi người. Lửa hỏa giáp quân tung. Đúng là một thủ ô hợp. Cú đập cánh của Hoa Long. Anh chứ hết biết rồi. Đi lên. Đi lên của Kia. Có Kia. Là hợp thể mà pháp sao? Theo thời gian, những sai lầm mà con người mắc phải sẽ dần thành kinh nghiệm. Nhưng hình như những sai lầm lần này lại không thể cho các người chút kinh nghiệm nào hết. Sai lầm của các người chính là đã nghĩ rằng có thể chống đối lại một đối thủ như ta. Và tất nhiên, tương lai của tất cả các người coi như đã chấm dứt. Không thể nào. Hắn ta thậm chí còn không có một vết xước nữa. Không thể nào. Chúng ta đã dùng toàn lực để tấn công hắn rồi mà. Bản chất sức mạnh ma thuật của hắn mạnh tới như vậy sao? Bây giờ thì ta nghĩ các ngươi đã làm xong màn khởi động rồi, có đúng không? Coi chừng hắn tấn công. What?
Quên đi à! Các người đã thấy cảm giác tan thành tro bụi là như thế nào rồi chứ? Có lẽ ta sẽ ra tay cùng một lúc để đám các ngươi được lên đường cùng nhau. Quên đi! Ngươi vừa làm gì cô bé hả? Đây không phải là sự thật. Mọi người xin hãy cứ bình tĩnh đi. Em vẫn còn sống nè. Đó, cô bé đã nói như vậy. Là Horologium kìa. Chúng ta hên thiệt đó. Chế độ tự động tránh né tình trạng nguy hiểm khẩn cấp được kích hoạt. Nhưng mà từ đầu tới giờ tôi cũng gặp nguy hiểm rất nhiều lần, sao không thấy ông xuất hiện vậy hả? Nhưng mức độ nguy hiểm của lần này là cao nhất. Xin lỗi nha tiểu thư. Cảm ơn ngài Horologium đã cứu mạng của tôi. Đó, cô ấy vui mừng cảm kích. Sao lúc nào ông ta cũng thông dịch hết vậy? À, nhưng mà tại sao lại bỏ bộ đồ của cô bé ở đây? Bởi vì là tình huống nguy hiểm, cho nên chỉ có thân thể mới bảo vệ được thôi. Ê, nói vậy là sao? Bây giờ em ấy không có mặc cái gì hết đó hả? Đó, cô ấy mắc cỡ khôn cùng. Thôi, cô mặc đỡ bộ này đi. Dù sao thì ông cũng đã cứu chúng tôi. Cảm ơn ông nhiều nha. Nhưng tôi chỉ còn sức bảo vệ cho mọi người một lần này thôi. Cho nên mọi người hãy cảnh giác và hết sức cẩn thận nha. Cảm ơn ông nhiều lắm, Horologium. Thì ra là bọn trẻ của Makarov là như vậy. Thật là đúng như ta mong đợi. Ông già kia, rốt cuộc ông là ai vậy hả? Gì chứ? Các người không biết ta là ai sao? Chắc chắn trong thư viện của hội sẽ có rất nhiều tư liệu ghi chép về ta đó. Thôi để ta nói luôn cũng được. Ta chính là hội trưởng đời thứ hai của hội Fairy Tail. Mọi người gọi ta là Burrito. Ngươi đừng có nói lâu. Ta chính là người đã chọn Makarov và giao cho hắn làm hội trưởng đời thứ ba của hội Fairy Tail. Đừng có ăn nói hàm hồ trước mặt ta. Ngươi tưởng ta sẽ tin câu chuyện nhảm nhí của ngươi sao? Xem đây. Hãy kêu chủ cùng với sức mạnh của ta đi. Trời ơi, có phải không vậy? Ở trên tàu này không có bộ phận cách âm hay sao? Khó chịu quá, tiếng sấm cứ ầm ầm bên tay tôi đây nè. Không sao đâu mà, đừng có cằn nhằn nữa. Ông anh cứ cụp tay xuống là được. Cha La, qua bên này kiểm tra đi. Ông đi theo chúng tôi nhanh lên, Lily. Tất cả là sự thật. Sao tôi có thể nghe lầm được chứ? Rõ ràng là tôi đã nghe hắn nói Agnologia. Zerep đã thật sự nói như vậy sao? Không thể nào có chuyện này. Xin lỗi là tôi không thể nào giữ được bình tĩnh nữa rồi. Nếu như tất cả là sự thật, vậy thì Zerep đâu có kế hoạch với Anoclosium. Nào, tất cả hãy rút lui. Dạ. Truyền lệnh của tôi, toàn quân rút lui. Chiến dịch điều tra Thiên Lan đảo đã hoàn thành và chính thức kết thúc. Nhanh lên! Chúng ta không thể làm gì nữa rồi. Đây nè. Tất cả đã kết thúc. Xin lỗi mọi người. Rốt cuộc thần tiên có đuôi hay là không có, đó vẫn mãi là bí ẩn và cũng là một cuộc hành trình dài bất tận. Đó cũng là lý do khiến cho mọi người bàn tán về tên gọi của hội các ngươi. Nhưng mà cuộc hành trình của các ngươi sẽ sớm kết thúc thôi. Nguyện vọng của ngài Mavis đã trao cho ta, và sau đó chính ta đã trao nó cho Makarov kế thừa. Nhưng thật không ngờ, điều đó lại là một sai lầm nghiêm trọng. Makarov đã thay đổi toàn bộ hội.
Thay đổi thì có gì sai hả? Ma thuật của các người quá chính nghĩa và nhân từ. Nhưng như vậy mới chính là hội Fairy Tale của chúng ta. Chúng ta thà chết có ý nghĩa còn hơn sống vô ích như ngươi. Và chúng ta sống hết mình vì lẽ phải đồ khốn. Nếu như ngươi không có đủ bản lĩnh thay đổi mọi thứ thì tốt nhất là ngươi nên đi chết đi. Đúng là một đứa nói nhiều, bớt nói nhảm đi. Nã chứ. Nếu ngươi muốn trách thì hãy đi mà trách Makarov. Dừng lại đi. Ngươi phải chịu đau đớn và chết dần chết mòn như vậy, tất cả đều là lỗi của Makarov. Tên khốn, dừng lại. Ngươi chính là kẻ thù của ông già. Chơi như vậy đủ rồi, giờ thì biến đi. Không được làm như vậy. Trời ơi, tất cả em chúng tạo rồi. Hai người bình tĩnh lại chút coi. Tên này đã làm cho ông già bị thương, đúng không? Nà chừng. Là sớt. Nhóc con. Thần tiên mà không có đuôi thì giống như dĩa rau xào mà không có miếng thịt nào vậy đó. Sao tự nhiên cậu lại mang đồ ăn ra so sánh vậy? Mà nói nè, nếu cậu cho thêm thịt vào rau thì sẽ ra món khác rồi. Ờ, vậy thì giống một dĩa rau xào mà không có rau á. Vậy trên đĩa còn cái gì đâu nữa mà ăn. Tiếp theo, kẻ không mang dấu ấn. Nhưng nội dung ban đầu của cuộc đối thoại là nói về hội của chúng ta chứ có liên quan gì tới rau xào đâu. Nhắc tới rau xào làm tôi thấy đói quá à. Đi ăn thôi.